lời giới thiệu. Em là Huỳnh Thảo Quyên, đến từ lớp Quốc Việt Di Anh IGHK44. Hôm nay em xin được trình một chuyên đề mang tên là Respiratory System. Đầu tiên, để mở đầu thì lâm sàng bệnh hô hấp khó vì basic của nó khó. Cái thứ hai, và là có hai ngộ nhận ở đây làm cho việc học lâm sàng cho nên không chuẩn. Thứ nhất, thì các bạn biết cái bầu áp suất khí quyển của chúng ta là 760 mm thủy ngân, thì từ đó một cái ngộ định người khác nhận định rằng như là quy luật của gió, thì là từ áp suất cao đến áp suất thấp thì người ta sẽ quy định là không khí sẽ đi tự động đi vào phổi của chúng ta. Nhưng thật ra đó là sai, bởi vì thật sự trong không khí chúng ta chứa là nitơ và oxy, thì từ đó chúng ta sẽ lấy được con số 760 nhân 21% oxy, thì chúng ta sẽ ra được áp suất trong lồng ngực chúng ta chỉ có 754 mm thủy ngân. Chính vì vậy áp suất của bầu không khí là áp suất dương, còn áp suất trong lồng ngực chúng ta là áp suất âm. Cái nhận định thứ hai có nghĩa là những sinh viên khi đi lâm sàng thì người ta nghĩ rằng việc thông khí ở đỉnh phổi là tốt so với lại thông khí ở đáy phổi. Thì từ đó giải thích như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần kế tiếp. Đầu tiên, để mở đầu để mở đầu thì chúng ta nên học thuộc về củ dương thần công này. Đó là đầu tiên. Về anatomy thì chúng ta biết phải nên nhớ được cây phế quản bao gồm khí quản, phế quản gốc, phế quản thì, phế quản tiểu phế quản tận, chùm phế nang. Thì ở đây có một cái thuật ngữ quan trọng, đó là carina. Carina ở đây xác định được định vị bằng glory hay thực tế trên lâm sàng. Thì người ta có thể trên phim X quang thì người ta có thể đọc được. Ở đây các bạn thấy được, đây là vị trí ngã ba nơi phế quản chuẩn bị chia ra thành hai cái phế quản gốc. Thì ở đây chúng ta thấy được gốc ức sườn, chúng ta sẽ lấy được này và chúng ta sẽ lấy được khoảng hai khoang liên sườn, thì từ đây chính là vị trí của carina. Và vì tại sao chúng ta phải xác định được carina là gì, nó có giúp ích gì trên lâm sàng? Thì nếu như mà chúng ta không xác định được carina thì chúng ta sẽ không biết được cái vị trí rốn phổi nằm ở đâu. Ngoài ra thì có hai thuật ngữ cần tìm hiểu ở đây, đó là uvular và epiglottic. Thì uvular có nghĩa là lưỡi gà hay thuộc vòm khổng mềm. Thì ở đây có một cơ chế là khi bị sặc thì việc đầu tiên thì nó sẽ đóng epiglottic, ở đây có nghĩa là gọi là nắp thâm môn, thì nó sẽ ngăn chặn thức ăn vào cái đường khí quản dưới của chúng ta, và ngược lại tiếp theo là nó sẽ đóng được cái uvular, hay nó sẽ đóng được cái đường khí quản trên, nó sẽ ngăn thức ăn khi mà đi lên trên mũi. Mà khi mà thức ăn, các bạn có thể tưởng tượng thử, khi mà thức ăn lên trên mũi chúng ta được, nó sẽ đi lên trên mắt chúng ta, như vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Tiếp tục thì ở đây là cái điều hồi nãy mà mình vừa nói, là nó cái ngộ nhận thứ hai có nghĩa là nhiều sinh viên khi đi lâm sàng thì thấy được là vi khuẩn lao họ sống ở một nơi là rất là oxy, mà từ đó thì người ta tìm được cái vi khuẩn lao oxy đó thì ở trên đỉnh phổi. Từ vậy thì họ xác định kết luận rằng là thông khí ở đỉnh phổi thì nó sẽ tốt hơn, là thông khí ở đáy phổi là một hoàn toàn sai. Ở hình này thì các bạn có thể nhìn thấy được là ở trên đỉnh phổi thì mặc dù là cái lượng oxy nó là 3.4, rất là cao, cao gấp ngưỡng so với lại ở đáy phổi chỉ có 0.63 thôi. Nhưng thực tế một điều khi oxy mà được lưu lại ở đây thì nó không được dẫn đi đâu hết. Các bạn có thể nhìn thấy được ventilation ở đây là sự, hay còn gọi là sự thông khí, thì nó chỉ là 0.24, mà cái lượng túi máu của nó là 0.07. Ngoài ra thì ở đáy phổi sự thông khí của nó tới 0.82, còn túi khí của nó là 1.29. Từ đây thì xin mời các bạn nhìn ra một tỷ lệ. Ở đây thì các bạn có thể thấy được 0.24 chia 0.07 là sắp xỉ 3.4, và 0.82 chia 1.29 là 0.63. Thì từ vậy thì nó lớn hơn nhiều. Chính vì vậy thì ở đây tuy các bạn có thể tưởng tượng được giống như là mình làm nhiều tiền nhưng mà mình xài ít, tuy vậy thì mình làm nhiều tiền và mình xài nhiều thì nó trái ngược lại với việc là mình làm ít mà mình xài ít. Thì chính vì vậy mà sự oxy, thuộc oxy ở đỉnh phổi thì nó nhiều, nhưng chưa chắc sự thông khí ở đỉnh phổi thì nó là tốt. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.